Hay bên cạnh các bạn, đây là mẫu xe điện nha các bạn, full điện luôn, rất là nhỏ luôn, kiểu như hạng A, nó cùng nó là cái cạnh tranh nha với lại cái mẫu xe điện tại thị trường Việt Nam các bạn, cũng vừa ra mắt đó, Wuling đó. Đây là mẫu giá rẻ luôn, hoàn toàn full điện và của Trung Quốc nha anh em. Mà theo Motor Sài Gòn đánh giá, khi mà mình đi vòng vòng này nãy giờ mình là phải dừng lại luôn, bởi vì cái thiết kế của nó rất là tròn các bạn, tròn, những đường cong nó không thấy cái góc cạnh nào luôn, không thấy góc nhọn luôn các bạn, toàn là đường cong mà nhìn rất là dễ thương. Là vì cái đèn đờ mi với mắt này kiểu nó giống như đang lầm lì lùm lùm thôi, nhìn hay lắm ha, rất là dễ. Lumin nha, tên đó là Lumin, chanh gan Lumin. Ở đây mình soi vào chi tiết các bạn thấy, đây cổng sạc nè, cái nắp nó sạc ở đây, đây cắm sạc vào đây. Cũng như cũng khá là tiện ha, xe điện thì vành nè, vành nhỏ nhưng mà thiết kế nè, ba mấy cháu nó nhìn khá là đẹp ha, 165 à. Đây kiến chiếu hậu cũng dạng vuông vức dễ thương. Thế mình giờ mình sẽ cùng các bạn soi vào chi tiết nội thất nha, kiểu tay dắt tay nắm chứ, thiết kế cũng khá là tiện nè, nhấn vào đây cái nhìn nó unibody các bạn, nó liền mạch, nó thon gọn, đúng với cái ngôn ngữ thiết kế của xe là nó dễ thương gọn gàng. Trời ơi, cái cánh cửa nhìn là xịn ghê chưa ha, nhìn rất là mượt cao cấp nha, mấy cái nắm tay này cũng rất là xịn nè anh em. Lon đây rồi mình ngồi vào trong các bạn, nhìn nhỏ nhưng mà vào thấy tương đối rộng các bạn, tương đối rộng, rất là dễ thương, thoải mái ngồi, quá ok, dễ thương. Đây mình cầm máy mình sẽ cùng các bạn soi vào chi tiết đây. Đây cái thiết kế bộ lăng nó đây, đơn giản thôi mà nhìn cũng rất là xịn nha. Nè, những cái nút đồ nè, điều khiển hết trên đây, có túi khí luôn nè. Đó, màn hình hiển thị rất là đơn giản ở đây, không có cảm ứng nha. Bên đây thì có một cái màn hình chính để điều khiển đây nè, hiện tại đang tắt rồi, đang tắt rồi. Bên đây nó có mấy cái dàn nút phía dưới nữa nè các bạn, chỉnh điều hòa đó. Ồ, vặn khá là xịn nha, kim loại luôn, vặn khá là xịn các bạn. Thêm cái viền đó nè, nó kiểu tam giác góc cạnh, nó nhìn rất là xịn. Engine start stop ở đây nè, đó mình bấm thử rồi. Ủa, báo cái gì đây, như báo pin. Đây một cái màn hình chính ở đây, nó hiển thị thông tin trên đây, có thể điều khiển nghe nhạc rồi đó vân vân. Bạn thấy nội thất không, nói chung vuốt cũng hay, khá là xịn. Ở đây da nó theo màu của chủ đạo của xe này, trên đây kính trần đồ nó ok. Đèn sau có thêm hai ghế nữa, khá là rộng, nó kiểu vuông vức. Đây dàn nút bên trái nó đây, nó có này thôi. Đây núm vặn điều khiển nè, đi neutral right thôi, đơn giản. Nó mấy cái nút đồ điều khiển kính đồ, nói chung là khá ok. Xe giá rẻ, xe điện giá rẻ. Các bạn đi tổng thể cho anh em xem, nói chung xe rất là dễ thương, gọn gàng, nhỏ gọn. Xe đi làm hàng ngày, đón con đi học, đi chợ đồ, thì mới ra mắt tại thị trường Thái Lan thôi bạn, Việt Nam chưa có nha. Đó, Lumin Trang An, Tràng An nữa, Trang An. À, rất là dễ thương anh em ha. Mình rất thích cái đầu đèn của nó, nó nhìn nó rất là có hồn, nó giống như một nhân vật hoạt hình gì đó, nhìn nó giống như vừa buồn ngủ mà vừa lườm lườm. Ok, rồi chi tiết về xe các bạn xem sau trên website motosaigon.vn nhé.